Kính chào quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như vậy là sau 2 ngày rưỡi, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 bộ trưởng của 4 ngành: Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa thể thao và Du lịch. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng trực tiếp giải trình làm rõ thêm nhiều nội dung được đại biểu và cử tri quan tâm. Bên lề Quốc hội, đa số đại biểu đánh giá cao chất lượng phiên chất vấn kỳ này. Các vị bộ trưởng đã có tiếp cận được, nhưng còn nhiều khía cạnh cần phải được mổ xẻ một cách thấu đáo hơn và phải có những giải pháp căn cơ hơn nữa. Không chỉ đơn thuần là sự liên kết phối hợp giữa các bộ, mà cần phải thấy rằng là gì? Vai trò của từng bộ phải thể hiện một cái hướng đi thật mạnh mẽ và có một cái báo cáo tham mưu và kiến nghị với chính phủ để có một chương trình hành động đúng mức. Một số bộ trưởng trả lời thì tôi thấy là nó nghiêng về cái báo cáo, về cái kết quả mình làm hơn là cái việc giải pháp làm sao để cho nó thực tiễn trong cái thời gian tới. Các phó thủ tướng thì làm rõ hơn các vấn đề của các bộ trưởng, thời gian thì không có còn nhiều. Do đó thì các bộ trưởng cũng không thể một lúc trả lời hết. Tuy nhiên là để có một cái sự chuẩn bị thì tôi nghĩ là kỳ họp tới phải chuẩn bị kỹ hơn và phải nắm giá sát cái tình hình mà cử tri người ta quan tâm. Về cái phần hỏi thì cái này là đại biểu hỏi là chuẩn bị rất là chu đáo và rất là quyết liệt về những vấn đề. Nói tóm lại thì cái việc chất vấn và trả lời chất vấn chuyến này là có một cái sự đổi mới, rồi là phù hợp với cái điều kiện là của đất nước chúng ta hiện nay, rồi những cái vấn đề nổi lên đều được giải quyết, và là riêng đại biểu Quốc hội nói chung, riêng tôi thì rất là hài lòng. Thứ nhất là các đại biểu đặt câu hỏi rất là sát đúng và trúng với các cái nguyện vọng của cử tri cả nước về những vấn đề mà Quốc hội đặt ra trong cái kỳ họp lần này. Các bộ trưởng thì cũng có cái trả lời rất là tốt, bám sát được các cái câu hỏi của các đại biểu Quốc hội. Tiếp tục chương trình làm việc, chiều hôm qua 6 tháng 6, Quốc hội thảo luận ở tổ các dự án luật, luật chứng khoán sửa đổi, dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi và tờ trình về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân. Thảo luận luật chứng khoán sửa đổi, ý kiến đại biểu cho rằng thời gian vừa qua nhiều ý kiến đóng góp cho công tác xây dựng luật pháp lệnh cần phải cải tiến. Tuy nhiên, trong dự thảo lại có nhiều nội dung giao cho chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn. Như vậy sẽ khiến luật mất nhiều thời gian mới có thể áp dụng trong thực tiễn. Chúng tôi kiến nghị là bộ phận biên soạn ấy, thì hạn chế, chứ đây đến 27 điều khoản là điều là quy giao lại cho chính phủ. Thì chúng tôi nghĩ là nên rõ ràng hơn để giảm bớt các cái điều khoản giao về cho chính phủ. Nó tốt hơn trong cái vấn đề thực thi hiệu quả, tính khả thi của cái luật này sẽ tốt hơn. Ý kiến đại biểu cũng đóng góp vào một số nội dung cụ thể của dự án luật chứng khoán như quy mô, vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Thảo luận luật dân quân tự vệ, ý kiến đại biểu cho rằng, thời gian gần đây, các tình huống xấu xảy ra nhiều trong địa bàn dân cư, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều chỉnh bổ sung sửa đổi luật là cần thiết, để điều kiện là chế độ chính sách với lực lượng thường trực tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Cái chế độ chính sách của luật trong theo luật hiện hành năm 2009 thì chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ hiện nay chúng ta có những điều nó bất cập. Ví dụ như là chúng ta tùy nghi đối với cái đội chỉ huy phó của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thì không có đồng nhất, mỗi nơi là theo một kiểu. Thảo luận về bổ sung nghị quyết số 81 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân. Ý kiến đại biểu cho rằng, nếu theo quy định hiện hành thì sẽ thiếu nguồn thẩm phán tòa án tối cao và tòa án cao cấp vào năm 2022. Vì vậy, Quốc hội cần xem xét, điều chỉnh để tòa án nhân dân tối cao có thể hoạt động ổn định trong những năm tới. Cái điều kiện để bổ nhiệm là về thời gian là phải là cái thẩm phán cao cấp có thời gian công tác 5 năm mới được bổ nhiệm thẩm phán tối cao, thì đến năm 2022 là mới có thể bổ nhiệm được. Trong khi đó, từ đây đến năm 2022 thì
tòa án dân tối cao là rất nhiều thẩm phán tòa án dân tối cao nghỉ hưu. Các dự thảo luật và nghị quyết sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận tại các buổi làm việc tiếp theo của kỳ họp thứ 7. Thưa quý vị, trong phiên làm việc hôm nay 7 tháng 6 của kỳ họp, Quốc hội sẽ xin ý kiến đại biểu bằng hệ thống điện tử về một nội dung của dự thảo luật kiến trúc và một nội dung trong phân bổ sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 và 2019. Cùng ngày, hai Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố đã được tôn vinh, trao thưởng tại lễ trao giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào tối qua. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải thưởng dành cho các công trình và sản phẩm sáng tạo, mang đến nhiều cảm xúc cho những nhà nghiên cứu, nhà khoa học cũng như những cá nhân tập thể tham gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo tại thành phố và cả nước. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức giải thưởng sáng tạo thành phố. Để nghiên cứu và tạo ra được loại keo dùng chữa các loại vết thương hở, diệt khuẩn và giảm thời gian tái tạo mô nhằm sơ cứu hữu hiệu cho những người sống xa bệnh viện, tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp và nhóm nghiên cứu đã phải mất hơn 3 năm để tìm ra giải pháp và 2 năm để đưa vào ứng dụng thực tế. Là công trình nghiên cứu được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đối với bà là niềm khích lệ to lớn khi được thành phố ghi nhận và hỗ trợ lan tỏa công trình khoa học đến với nhiều người. Mình vui hơn nữa đó là thành phố nhìn thấy được cái, và thành phố đã tạo ra được cái giải thưởng, mà từ đó nó không chỉ tạo ra cho cái động lực cho các nhà khoa học làm nghiên cứu, mà nó còn tạo động lực để đẩy mạnh và phát triển các ngành nghề lĩnh vực khác. Giải thưởng này là một nguồn động viên khích lệ rất lớn cho các nhà khoa học, đặc biệt là những nhà khoa học mà nghiên cứu về khoa học cơ bản. Chúng tôi thì nghiên cứu khoa học cơ bản tức là nghĩa là biến những ý tưởng của mình để thành những cái hiện thực. Trải qua chọn lọc từ 111 hồ sơ đăng ký tham dự, 44 giải thưởng được tôn vinh trao giải tại buổi lễ trao giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh thuộc 7 nhóm lĩnh vực bao gồm kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa nghệ thuật, cải cách hành chính, truyền thông xã hội, khởi nghiệp sáng tạo và khoa học cơ bản. Qua 6 tháng phát động và triển khai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định, Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm khơi nguồn động lực sáng tạo mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, phục vụ cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Chỉ có sáng tạo, chúng ta mới không bị tụt hậu. Chỉ có đổi mới, chúng ta mới có thể bắt kịp dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để đổi mới sáng tạo trở thành một xu hướng tất yếu của xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế giải thưởng, tổ chức nhiều hoạt động truyền thông sâu rộng để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi tầng lớp nhân dân tham gia. Chúc mừng các công trình sáng tạo được trao giải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những công trình, giải pháp, sản phẩm đạt giải. Đồng thời mong muốn cuộc thi sẽ tiếp tục tạo điều kiện khuyến khích cho các tập thể cá nhân hưởng ứng các hoạt động sáng tạo trong thời gian tới. Tại 7 lĩnh vực được lựa chọn, có 44 công trình đã được công nhận trao giải thưởng hôm nay. Đây là một phần của những công trình tác giả đã cống hiến cho thành phố trong suốt thời gian qua. Và cũng kỳ vọng rằng với sự sáng tạo cao hơn nữa của nhiều người hơn nữa, được hỗ trợ hiệu quả hơn nữa của thành phố, thì năng suất lao động thành phố sẽ còn tăng cao hơn. Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức thành công, tạo tiền đề động lực cho các nguồn lực của thành phố nói riêng và cả nước cùng nỗ lực sáng tạo, đóng góp phát triển, mang đến chất lượng sống tốt hơn cho người dân.
Cuộc thi sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và không giới hạn đối tượng tham gia. Chuyển sang các thông tin khác, chiều qua 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ về kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Võ Văn Hoang, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố và đồng chí Ngô Minh Châu, Thiếu tướng, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo thành phố đối với các tân phó chủ tịch. Trong thời gian này, các đồng chí trên cương vị mới cần nỗ lực khẩn trương góp sức cùng các cơ quan, bộ phận thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội 10 của Đảng bộ thành phố đã đề ra. Năm 2019, cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội cần nhiều nội dung sáng tạo, đổi mới, cần những đóng góp mới của các phó chủ tịch. Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm động với sự hỗ trợ, giúp đỡ và kỳ vọng tin tưởng của Đảng bộ và chính quyền thành phố đối với cá nhân trong suốt quá trình công tác. Đồng chí khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo thành phố những vấn đề cấp bách mà thành phố đang phải đối mặt. Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vinh dự khi được nhận một nhiệm vụ mới với trọng trách lớn. Kinh nghiệm 38 năm công tác trong ngành công an sẽ hỗ trợ tích cực trên những lĩnh vực liên quan. Trong đó, quản lý nhà nước là lĩnh vực toàn diện, sâu rộng mà đồng chí phải học hỏi, tiếp cận sâu sắc hơn. Chúc mừng các đồng chí mới nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh đến những thách thức phía trước. Đó là trong thời gian ngắn, các đồng chí tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phải tiếp cận nhanh những vấn đề mà mình phụ trách, tăng tốc giải quyết các công việc vào thời điểm nửa cuối nhiệm kỳ này. Bí thư Thành ủy khẳng định, Thường vụ Thành ủy sẽ luôn sát cánh, hỗ trợ, hướng dẫn, giao nhiệm vụ cụ thể. Các đồng chí trên cương vị mới phải cầu thị, khiêm tốn, học hỏi và đóng góp hiệu quả vào công việc chung của thành phố. Sau cuộc họp giám sát về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 và 3 trước đó, hôm qua Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có buổi làm việc với các quận 2, 9 và Thủ Đức cũng về vấn đề này. Điều này cho thấy thành phố đang dành sự quan tâm rất lớn đối với việc thực hiện các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã chủ trì buổi họp. Hiện nay cả ba quận 2, 9 và Thủ Đức đều còn gặp khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt tại quận Thủ Đức, số lượng các hộ chưa bàn giao mặt bằng lên gần 390 hộ, trong đó khoảng gần 100 hộ không đồng ý nhận tiền bồi thường và khiếu nại vì cho rằng đơn giá bồi thường thấp hơn giá thị trường. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công của các dự án. Chia sẻ với người dân về những khó khăn khi cuộc sống thiếu ổn định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các quận, đặc biệt quận Thủ Đức làm rõ lý do người dân chưa đồng thuận giao đất, đồng thời tìm hiểu kỹ nguyện vọng, mong muốn của các hộ dân để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng. Đồng chí lưu ý các quận và sở ngành liên quan cần vào cuộc tích cực, tăng cường hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để cùng tìm hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đặc biệt lưu ý, không chỉ các dự án vành đai 2, 3, thành phố còn nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác, nên chính quyền địa phương và sở ngành cần đeo bám, kiên trì, thể hiện rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc được giao. Cùng ngày, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi giám sát dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 và bồi thường giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 trên địa bàn quận 8, Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn. Hiện tại, dự án Vành đai 2 vẫn còn 13 km chưa hoàn thành, đầu tư hoàn thành khép kín. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đã có công văn kiến nghị sở, sớm tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố, xác định chủ đầu tư dự án để dự án sớm được hoàn thành. Trong khi đó, với dự án đường Vành đai 3, Sở Giao thông Vận tải được giao phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Hiện vấn đề nan giải là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đã có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới do bà Almut Grace, trưởng Ban Giao thông khu vực châu Á Thái Bình Dương làm trưởng đoàn. Lãnh đạo thành phố khẳng định mong muốn quyết tâm triển khai thực hiện dự án này và đại diện Ngân hàng Thế giới cũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về nhiều mặt cho dự án.
Bà Amar Grace cho biết Ngân hàng Thế giới rất quan tâm đến dự án này và khẳng định Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ tối đa về nhiều mặt để dự án đạt được kết quả cao nhất, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng hoàn chỉnh cho thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến khẳng định tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của dự án đối với sự phát triển hạ tầng giao thông thành phố, đồng thời cho biết sẽ khẩn trương cố gắng thúc đẩy hơn nữa các công tác liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Lãnh đạo thành phố cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố trong quá trình thực hiện dự án trước đây cũng như hiện nay. Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho sự phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh này được chính phủ Thụy Sĩ tài trợ. Trong buổi làm việc này, hai bên cũng đã bàn bạc, trao đổi nhiều nội dung cụ thể với mong muốn nhanh chóng hoàn tất việc điều chỉnh thiết kế để thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Thưa quý vị, việc thanh toán các sản phẩm dịch vụ bằng thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng là một trong những phương thức được khuyến khích sử dụng nhằm góp phần tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt. Nhưng trên thực tế, nhiều cửa hàng doanh nghiệp buộc khách hàng thanh toán bằng thẻ phải trả thêm khoảng 2% phụ phí cho mỗi lần giao dịch để bù đắp phần phí cửa hàng phải trả cho ngân hàng. Hành vi này là trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước, có thể sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng và không được ký hợp đồng thanh toán thẻ trong thời hạn lên đến 5 năm. Tuy nhiên, vì lợi trước mắt, nhiều nơi vẫn bất chấp quy định. Cửa hàng này có chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại thẻ ngân hàng, nhưng khi khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán bằng thẻ, thì cửa hàng lại yêu cầu trả thêm phụ phí. Anh thanh toán bằng thẻ debit card thì có được không? Trong tài khoản anh có tiền rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ được. Nó điều phí là 2% hết. Xin miễn trên cái thẻ anh có đề chữ Visa là cứ phải tốn tiền, tốn phí á. Việc thu phí cũng được nhiều cửa hàng khác quy ước riêng như một quyền lợi của mình. Luôn thanh toán bằng thẻ có bị mất phí không? Tùy theo máy, tùy theo giá cả. Mình cảm thấy ok rồi, có thể free, không có đóng tính 2% được. Thanh toán qua hệ thống thẻ, thanh toán qua hệ thống ngân hàng, thanh toán qua những cái đó nó có những cái phí đi kèm. Nhưng mà họ vì tính toán cái lợi nhỏ đó, họ không muốn trả tiền để trả những cái phí đó để họ có lợi nhuận cao hơn và họ làm cho cái việc là đẩy cái việc thanh toán tiền mặt càng nhiều hơn. Hiện các đơn vị chấp nhận thẻ phải trả cho ngân hàng cung cấp máy POS một mức phí dao động từ 1,2 đến 2% trên một giao dịch phát sinh. Do đó, nhiều đơn vị đã thu phí từ khách hàng để bù đắp khoản tiền này vì cho rằng việc thanh toán như vậy chỉ có lợi cho ngân hàng. Cách hiểu này của các merchant hoàn toàn là không đúng. Merchant chỉ trả một ít phí cho ngân hàng, nhưng ngược lại, ngân hàng sẽ giúp họ gia tăng về doanh số bán hàng thông qua nguồn khách hàng lớn cũng như là ổn định, nhằm giúp họ giảm thiểu các nguồn nhân lực, kiểm đếm cũng như rủi ro về tiền mặt. Thưa quý vị, các ngân hàng tại Việt Nam đã đàm phán với các tổ chức thanh toán quốc tế để giảm phí giao dịch qua máy POS xuống mức rất thấp, và việc các ngân hàng thu phí từ các đơn vị chấp nhận thẻ hầu hết chỉ đủ bù đắp vốn mà không có lãi. Do đó, việc các đơn vị tự ý thu phí của khách hàng đang gây lãng phí nguồn lực của ngân hàng trong nỗ lực là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng thu phí vậy đồng nghĩa với việc mất khách hàng và mất doanh số bán hàng. Về phía ngân hàng có thể thực hiện chế tài bằng biện pháp là xử phạt hành chính hoặc là thu hồi các thiết bị POS cũng như là đưa vào danh sách đen của ngân hàng. Các ngân hàng cũng khuyến cáo người dân khi bị tính phí thanh toán thẻ cần báo ngay cho ngân hàng phát hành thẻ và các đơn vị chủ quản. Ngân hàng sẽ cử người vào vai khách hàng để tiếp cận các điểm chấp nhận thẻ này. Nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Trên 2.000 tổ rác dân lập tại thành phố Hồ Chí Minh đang được tập trung chuyển đổi thành hợp tác xã thu gom và doanh nghiệp vệ sinh môi trường. Đó là một trong những phương án được thực hiện theo chủ trương tổ chức lại mạng lưới thu gom, vận chuyển và xử lý rác của thành phố. Dù nhiều chuyển biến tích cực được ghi nhận khi được phân cấp về cho 24 quận huyện, nhưng có một thực tế, đó là đặc điểm dân cư và địa hình đặc trưng của đô thị hơn 10 triệu dân đang khiến cho công tác thu gom rác gặp khó khăn nhất định. Trong đó có những vấn đề phát sinh từ việc chia sẻ tuyến của các đơn vị thu gom. Chuyển phương tiện thu gom rác từ xe ba gác sang chiếc xe tải nhỏ này, năng lực thu gom của đội vệ sinh môi trường do ông Lê Văn Nga phụ trách được cải thiện đáng kể. Nhưng trên cùng một tuyến phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, ông cần sự phối hợp từ các phương tiện thu gom rác thô sơ để hoàn thiện vì có nhiều đường và hẻm cấm xe cơ giới. Bất cập kéo giảm năng lực thu gom trên toàn tuyến cũng phát sinh từ đây. Người ta cứ nghĩ là giờ kẹt vậy, là người ta không quay vòng về kịp. Hay hoặc là người ta lợi dụng ở cái chỗ thế kẹt đó, người ta nghỉ ngơi hoặc là làm một cái việc gì khác nữa.
cho nên nó bị rác nó bị động lại. Rác Sở Gà là một trong ba trạm trung chuyển rác tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây thì trung bình mỗi ngày sẽ tiếp nhận khoảng 200 tấn rác. Và đúng như lời của ông Nga đã chia sẻ thì vào khung giờ cao điểm từ 8 rưỡi đến 10 giờ sáng mỗi ngày thì lượng xe về đây khá đông và thường sẽ phải đợi xếp tài để thực hiện công việc đổ rác. Khi mà năng lực thu gom của mỗi xe mỗi khác, xe cơ giới khác và những xe thô sơ khác, cho nên đó là một trong số những lý do chính khiến cho hiệu quả của công tác thu gom bị giảm đi rất nhiều. Thì nếu mà sắp hàng nhưng mà xe ép về mà lấy rác được thì người ta sẽ luân chuyển đi lấy lại chuyến khác, còn nếu không được thì họ cũng phải ngồi chờ, chứ không có cách nào để mà giải quyết lượng rác đó được. Tổ rác dân lập, hợp tác xã vệ sinh môi trường và công ty tư nhân đang là ba chủ thể chịu trách nhiệm chính cho công tác thu gom rác tại các địa phương. Nếu phối hợp tốt thì năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý rác sẽ tối ưu, nhưng thực tế hiện trạng mà nay nấy làm khiến cho tình trạng thu gom còn nhiều bất cập. Hợp tác xã cũng phải hỗ trợ chúng tôi cho các xã viên hiểu được, vận động xã viên hiểu được là cái lợi ích của cái việc mà chia sẻ tuyến. Mỗi đường dây là của một chủ đường dây riêng. Nếu mà mình muốn lên một kế hoạch để mà sắp xếp lại thì nó sẽ ảnh hưởng đến về cái quyền lợi riêng. Thì mình đang vận động mọi người là hãy vì cái chung để mà cố gắng để mà họp lại. Việc phân chia thùng rác, thì việc phân chia giờ lấy rác và việc phân chia người lấy ở khu vực nào là phải đúng và đồng bộ để thứ nhất là đạt được cái mục tiêu mình đặt ra và đạt được cái yêu cầu và chất lượng phục vụ thu gom ở hộ gia đình, tránh đảm bảo là rác ùn ứ và cái chất lượng thu gom nó không tốt. Hai là hiện nay chính quá trình mình vận động chuyển đổi mô hình thì nó giải quyết cái câu chuyện là trường hợp mà rác dân lập mà chuyển đổi mô hình hợp tác xã hoặc là công ty tư nhân thì cái phương thức và tổ chức nó cũng giống như cái các công ty công ích hiện nay đang làm. Như vậy thì nó sẽ giải quyết cái bài toán gia bèo ở các cái địa phương. Mở đầu phần điểm báo là bài Tạo cơ chế vững chắc bảo vệ trẻ em trên báo Nhân dân. Quốc hội khóa 14 vừa biểu quyết tại kỳ họp thứ 7 thông qua chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, trong đó có nội dung giám sát tối cao chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em được đông đảo đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm. Qua thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội cảnh báo thực trạng liên tục xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, cho rằng cần xem xét tạo một cơ chế lá chắn vững chắc hơn để bảo vệ trẻ em. Thực hiện chương trình giám sát đối với chuyên đề này sẽ giúp rà soát đánh giá lại các quy định của pháp luật, giúp các cơ quan tố tụng xử lý hiệu quả hơn với các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như tội phạm bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. Báo Pháp Luật có bài Hiến kế giảm ùn tắc ra vào khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng các trục đường kết nối giữa khu Nam thành phố và trung tâm đều thường xuyên ùn tắc khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, các chuyên gia giao thông cho rằng việc xây thêm cầu là một trong các bài toán hiệu quả. Về lâu dài, thành phố cần phải có quy hoạch tổng thể, khu nhà thấp tầng cần được thay thế bằng nhà cao tầng trong quá trình phát triển đô thị. Đây là cơ sở giải phóng đủ đất để mở rộng đường, làm thêm đường mới, công viên, các công trình công cộng khác. Đồng thời phải quy hoạch cảng, các khu công nghiệp, các tuyến đường vành đai, xây dựng nhà ở cho công nhân. Ra ngoài vùng ven thì mới chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông. Mới đây, Ủy ban Nhân dân TP.HCM có chủ trương hạn chế xây nhà tái định cư bằng tiền ngân sách. Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn hơn 12.000 căn hộ và nền đất tái định cư hiện chưa được bố trí sử dụng, nên Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định không xây dựng thêm nhà tái định cư trong thời gian tới. Điều này khiến không ít người dân có đất bị giải tỏa lo lắng vì cho rằng khó mua được nhà tái định cư. Phần lớn người dân bị di dời trong các dự án ven kênh rạch là lao động thu nhập không ổn định nên việc vay ngân hàng rất khó. Trước những nỗi lo trên, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, thay vì dùng tiền ngân sách xây dựng nhà tái định cư, sẽ mua lại nhà của doanh nghiệp để bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi giải tỏa. Thông tin chi tiết có trên trang 8 của báo Tuổi Trẻ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.